Phần nội dung trình bày của em gồm có 5 phần: đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phương pháp, kết quả bàn luận và kết luận. Về đặt vấn đề thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng và mang cái gánh nặng mắc và tỷ lệ tử vong trên toàn cầu. Thế và đa số những cái trường hợp tử vong ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường xảy ra ở trong đợt cấp. Thế và về nguyên nhân của đợt cấp thì 50-70% do nhiễm trùng, 10% do ô nhiễm môi trường và có khoảng 30% là không xác định được nguyên nhân. Các cái nghiên cứu cũng ghi nhận là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì làm tăng nguy cơ các cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch từ 2-4 lần và tỷ lệ tắc của bệnh phổi ở bệnh nhân đợt cấp SUVD cũng được ghi nhận từ 3,3-29%. Và cái tỷ lệ tắc của bệnh phổi khi mổ tử thi ở bệnh nhân SUVD cũng dao động từ 28-51%. Người ta cũng nhận thấy là cái tỷ lệ tử vong ở cái nhóm bệnh nhân SUVD có tắc bệnh phổi thì cao hơn so với cái nhóm SUVD đơn thuần do sự chồng lớp triệu chứng của tắc bệnh phổi và các biểu hiện của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dẫn đến việc chẩn đoán tắc bệnh phổi ở nhóm đối tượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hết sức khó khăn. Và cho đến hiện nay thì vẫn chưa có hướng dẫn về cách thức tiếp cận chẩn đoán tối ưu đối với những cái trường hợp mà nghi ngờ tắc bệnh phổi ở bệnh nhân đợt cấp SUVD. Chính vậy mà chúng em thực hiện đề tài này. Hiện nay thì cái hướng dẫn chẩn đoán của tắc bệnh phổi thì vẫn theo cái hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu năm 2014 bằng sự kết hợp giữa đánh giá nguy cơ lâm sàng bằng sử dụng các cái bảng điểm như bảng điểm Wang, bảng điểm Zebra cải tiến kết hợp với xét nghiệm DDME và chụp các lớp vi tính động mạch phổi để khẳng định hoặc loại trừ chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ tắc bệnh phổi. Về mục tiêu của nghiên cứu là có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá giá trị của xét nghiệm DDME và các tác điểm Wang, tác điểm Zebra cải tiến trong chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp ở những cái trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc mãn tính có DDME lớn bằng 1 mg/L. Mục tiêu thứ hai là xác định giá trị của việc phối hợp giữa xét nghiệm DDME và tang điểm Wang, tang điểm Zebra cải tiến trong loại trừ tắc nội phổi ở bệnh nhân đợt cấp SUVD có DDME lớn bằng 1 mg/L. Về đối tượng phương pháp, đối tượng nghiên cứu của chúng em là những bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện Mai trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018. Thế về cỡ mẫu thì chúng em áp dụng cái công thức tính cỡ mẫu ước lượng cho một tỷ lệ với cái tỷ lệ tắc bệnh phổi dựa theo cái nghiên cứu của tác giả Nguyễn Nhan cộng sự năm 2010 là 13,7%. Thì áp dụng công thức thì tính được cái cỡ mẫu tối thiểu cần thiết trong nghiên cứu là 182 bệnh nhân và trên thực tế thì chúng em thu thập được 210 bệnh nhân. Về tiêu chuẩn lựa chọn thì những cái trường hợp được chẩn đoán xác định được cấp SUVD và thỏa mãn đầy đủ các cái tiêu chuẩn như là có kết quả xét nghiệm DDME lớn hơn 1 mg/L, được chụp các lớp vi tính động mạch phổi và được làm đầy đủ các xét nghiệm lâm sàng. Các tiêu chuẩn loại trừ những bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu, có chống chỉ định với kỹ thuật chụp các lớp vi tính động mạch phổi, đang dùng các loại thuốc chống đông, đang có phi lọc tĩnh mạch chủ dưới, ung thư các cơ quan, thiếu các thông tin cần thiết cho nghiên cứu, huyết động không ổn định, có những trường hợp đang có suy hô hấp nặng, nhồi máu cơ tim cấp, chấn thương phẫu thuật dưới 4 tuần, chúng em cũng loại ra khỏi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang tiến cứu và thu thập các cái số liệu thông mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất theo các cái mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Về DDME thì DDME là cái sản phẩm thoái dáng cuối cùng của cái quá trình tiêu cái cục máu đông dưới tác dụng của các cái tác động của cái platelet thì là cắt đứt các cái liên kết ngang của cái mạng lưới fibrin thì tạo thành các cái phân tử DDME. Tiếp khi DDME tăng ở trong máu thì đấy là cái bằng chứng chứng tỏ là có cái huyết khối ở trong mạch. Tất nhiên thì DDME còn tăng trong một số các cái trường hợp sinh lý và bệnh lý khác nữa. Về các cái bảng điểm đánh giá nguy cơ lâm sàng thì chúng sử dụng bảng điểm Wang thì đánh giá ở cả 3 mức nguy cơ và 2 mức nguy cơ. Và trong đó thì loại ra những cái trường hợp ở ung thư tiến triển. Chúng em sử dụng song song cả bảng điểm Zebra cải tiến để đánh giá cái nguy cơ lâm sàng thì cũng đánh giá cả 3 mức nguy cơ và 2 mức nguy cơ. Tuy nhiên thì loại ra những cái trường hợp có phẫu thuật hoặc chấn thương hoặc là những cái trường hợp mà ung thư đang tiến triển loại ra khỏi nghiên cứu. Về tiêu chuẩn chẩn đoán tắc bệnh phổi thì dựa trên cái hình ảnh chụp các lớp vi tính động mạch phổi là cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Với hình ảnh là thiếu hụt lớp đầy thuốc cản quang trong lòng mạch, có thể là thiếu hụt hoàn toàn, tắc nghẽn hoàn toàn động mạch phổi hoặc là tắc nghẽn một phần của động mạch phổi. Về xử lý số liệu thì chúng em sử dụng phần mềm SP16.0 và các cái thuật toán thống kê y học. Về số liệu nghiên cứu thì trong cái khoảng thời gian nghiên cứu thì chúng em tiến hành sàng lọc được 1.005 bệnh nhân được đánh giá các biểu lâm sàng, cận lâm sàng và loại ra khỏi nghiên cứu 791 trường hợp do không đủ các cái tiêu chuẩn lựa chọn. Thì có 214 trường hợp thì được chụp các lớp vi tính được bệnh phổi và chúng em tiếp tục loại ra 4 trường hợp do các tiêu chuẩn về phim không đạt yêu cầu và cuối cùng thì 210 bệnh nhân được đưa vào phân tích và nghiên cứu thì xác định được có 37 trường hợp có tắc bệnh phổi và 173 trường hợp không tắc bệnh phổi phân tích theo các mục tiêu nghiên cứu. Về kết quả và bàn luận thì về quần thể nghiên cứu là 1.005 bệnh nhân và có 210 bệnh nhân được chụp các lớp vi tính động mạch phổi theo các cái tiêu chuẩn lựa chọn, xác định được có 37 trường hợp tắc bệnh phổi và 173 trường hợp không có tắc bệnh phổi.
Về thứ nhất là cái giá trị của xét nghiệm DNA thì khi tiến hành phân tích được gốc rốc thì xác định được cái diện tích dưới đỉnh biểu diễn của thang điểm là 0,744 và cái giá trị điểm cắt xác định được là 2,1 mg/L FeU. Thì kết quả này thì cũng tương tự như nghiên cứu của tác giả Apina cộng sự năm 2013. Tuy nhiên thì thấp hơn so với các nghiên cứu của tác giả Abehali và cộng sự năm 2018 và tác giả Kapolit năm 2015. Sự khác biệt là do các cái tiêu chuẩn lựa chọn khác nhau và hai nghiên cứu phía dưới là hai tác giả đã so sánh với cái nhóm chứng khỏe mạnh dẫn đến có cái sự khác biệt về kết quả. Về giá trị của xét nghiệm ở ngưỡng điểm cắt 2,1 mg/L thì ở với cái giá trị độ nhạy, độ đặc hiệu cũng như cái độ chính xác thì chúng em nhận thấy là việc sử dụng đơn thuần một mình xét nghiệm DNA không đủ để khẳng định cũng như là không đủ để loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi. Cái ghi nhận này cũng tương tự như các cái ghi nhận của các tác giả. Về giá trị của thang điểm Gwen thì chúng em nhận thấy là cái tỷ lệ tắc bụi phổi cũng tăng dần theo ba cái mức nguy cơ từ thấp cho đến cao, thì cũng tương tự như ghi nhận của tác giả Gwen cộng sự năm 2010. Về giá trị của thang điểm thì chúng em khi tiến hành phân tích đường cong rốc thì xác định được cái diện tích dưới đỉnh biểu diễn của thang điểm là 0,703 và cái giá trị điểm cắt là 5 điểm. Kết quả này thì cũng tương tự như một số nghiên cứu của tác giả trong nước như Hoàng Bùi Hải, Lê Tượng Vũ và cái một trong một cái phân tích gộp của tác giả Sen và cộng sự năm 2016 dựa trên 12 cái nghiên cứu cũng cho thấy một kết quả AOC cũng tương tự. Tuy nhiên thì kết quả của chúng em thấp hơn so với một số nghiên cứu cũng như của tác giả Calicia năm 2009, tác giả Penaroza năm 2011. Sự khác biệt là do các cái đối tượng này tiến hành trên những cái đối tượng quần thể nghiên cứu chung, còn trong đối tượng nghiên cứu chúng em là những bệnh nhân được cấp SUVD dẫn đến có sự khác biệt. Về giá trị của thang điểm Gwen ở cái ngưỡng điểm cắt 5 điểm thì cái độ nhạy thì khá thấp, tuy nhiên thì cái giá trị độ đặc hiệu cũng như là chỉ số dự âm thì khá cao. Chính vậy mà cái thang điểm có cái vai trò quan trọng trong loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi với cái độ chính xác là 87,1%. Thì so sánh một số nghiên cứu thì kết quả nghiên cứu của các tác giả trong nước và thế giới cũng cho thấy là cái giá trị độ nhạy và độ hiệu của thang điểm cơ bản là có vai trò trong loại trừ hoặc là dự báo nguy cơ tắc bụi phổi. Về giá trị của thang điểm Geneva cải tiến thì cũng cho thấy là cái tỷ lệ tắc bụi phổi cũng tăng dần theo các mức nguy cơ từ thấp cho đến cao, tương tự như các ghi nhận của tác giả trên thế giới. Khi tiến hành phân tích đường cong rốc thì xác định được cái diện tích dưới đường biểu diễn là 0,719 với cái giá trị điểm cắt là 6 điểm, thì kết quả này cũng tương tự như nghiên cứu của Hoàng Bùi Hải và cộng sự năm 2013 và tác giả Sen và cộng sự năm 2016. Và ở cái ngưỡng điểm cắt 6 điểm thì xác định được cái độ nhạy cũng khá thấp, tuy nhiên cái độ đặc hiệu và chỉ số dự âm cũng khá tốt. Chính vì vậy mà thang điểm căn cứ và kết quả nghiên cứu này cho thấy là có vai trò quan trọng trong loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi với cái độ chính xác là 88,1%. Thì cũng tương tự như là các cái phân tích của tác giả trong nước và trên thế giới cũng cho một cái kết quả cũng tương tự như vậy. Về cho em tiếp tục đánh giá cái tầm quan trọng của việc phối hợp giữa thang điểm đánh giá nguy cơ lâm sàng với cái kết quả của xét nghiệm DDME, thì ở cái ngưỡng điểm cắt DDME dưới 2,1 mg/L kết hợp với cái thang điểm Gwen dưới 5, tức là ở cái ngưỡng và cái thang điểm nguy cơ lâm sàng không cao, và kết hợp với một cái kết quả xét nghiệm DDME âm tính, tức là dưới cái ngưỡng giá trị điểm cắt, thì cho thấy là cái vai trò rất tốt trong loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi với cái độ nhạy rồi chỉ số dự báo dương và độ chính xác cũng khá tốt. Thì theo một số nghiên cứu cho thấy là khi kết hợp giữa một cái kết quả xét nghiệm DNA âm tính với một thang điểm nguy cơ lâm sàng không cao là an toàn để loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi mà không cần phải làm thêm bất kỳ một cái thăm dò xâm nhập nào khác. Tương tự thì khi cho em đánh giá cái việc phối hợp giữa cái xét nghiệm DNA với thang điểm cải tiến ở ngưỡng điểm cắt dưới 6 điểm cũng cho thấy là cái độ nhạy còn cao hơn so với việc phối hợp với thang điểm Gwen, và cái độ chính xác trong loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi là 88%. Thì cũng tương tự như là các cái nghiên cứu cũng cho thấy là không cần thiết phải làm thêm một cái thăm dò nào khác để loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi. Cho em đánh giá cái sự đồng thuận giữa hai thang điểm Gwen và thang điểm Zeo cải tiến trong đánh giá dự báo nguy cơ lâm sàng tắc bụi phổi, thì cái sử dụng cái hệ số Kappa cũng cho thấy là cái sự đồng thuận giữa hai thang điểm cũng ở cái mức tương đối khá, với hệ số Kappa là 0,642, p nhỏ 0,001. Tương tự như là đối với thang điểm ở cái nhóm tắc động bụi phổi thì cái sự đồng thuận giữa hai thang điểm cũng ở cái mức tương đối khá, với hệ số Kappa là 0,53, p nhỏ 0,001. Thì một số nghiên cứu cũng cho thấy là hai cái thang điểm này có vai trò tương tự nhau trong dự báo nguy cơ lâm sàng. Tuy nhiên thì trong cái phân tích gộp của tác giả Sen và cộng sự năm 2016 cũng cho thấy là cái thang điểm Gwen thì tốt hơn so với thang điểm Zeo cải tiến. Tuy nhiên thì căn cứ trên cái kết quả nghiên cứu của chúng em thì chúng em nhận thấy là cái thang điểm Zeo cải tiến thì dễ áp dụng hơn, khách quan hơn và có thể thay thế được cái thang điểm Gwen trong thực hành lâm sàng. Để kết luận thì trong thời gian nghiên cứu chẩn đoán tắc bụi phổi ở 210 bệnh nhân được cấp SUVD, cho em đưa ra một số kết luận sau. Thứ nhất, về giá trị của xét nghiệm DNA thì xác định được cái điểm cắt là 2,1 mg/L, và cái thang điểm xét nghiệm này thì không có vai trò trong chẩn đoán cũng như là loại trừ tắc bụi phổi. Tuy nhiên thứ hai là cái thang điểm Gwen và thang điểm Zeo cải tiến thì có cái vai trò tốt trong loại trừ chẩn đoán tắc bụi phổi. Tuy nhiên thì cái thang điểm Zeo cải tiến thì dễ áp dụng, khách quan hơn và có thể thay thế được cái thang điểm Gwen trong thực hành lâm sàng.
việc phối hợp giữa cái nồng độ xét nghiệm DDP ở ngưỡng điểm cắt dưới 2,1 mg trên lít với thang điểm của NCI 5 và hoặc là thang điểm DDP cải tiến dưới 6 thì có giá trị tốt trong loại trừ chẩn đoán tắc đội phổi. Chị em xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đại biểu.